Xin thưa tất cả các bạn chị em à, xin à, phương xin đón chào tất cả những người nghe phần số 3 của chương trình môn đại hóa truyền đạo à, phương xin à, kêu gọi chúng ta à, nếu muốn tiếp tục theo dõi chương trình à, và nhận cái này vào youtube của mình thì mình lên youtube mình bấm cái chữ like và mình bấm cái chữ subscribe nghĩa là à, đăng ký do cho chương trình này thì mỗi tuần khi phân thâu thì chúng ta sẽ nhận ở trên YouTube của mình. Nếu chúng ta không có đăng ký vào YouTube thì chúng ta subscribe không được. Thì không sao, chúng ta có thể lên YouTube và tìm bấm tìm tựa đề môn đồ hóa truyền giáo thì chương trình này sẽ nổi lên và chúng ta có thể nghe. Thì hôm nay phân Phương muốn chúng ta tiến tới phần số 3 à, có tựa đề sự công chính bởi ăn điển à, để ôn lại À, phần số 1 và phần số 2 chúng ta đã học trong phần số 1 là sự sống đời đời. À, không chỉ là sống vĩnh viễn tại vì mọi người được tạo nên à, theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ sẽ tồn tại vĩnh viễn. Và sự sống đời đời không à, không chỉ là sống ở trên thiên đàng hay là một nơi tốt đẹp với Đức Chúa Trời vĩnh viễn hoặc là hóa ngục đời đời chịu hình phạt à, vĩnh viễn nhưng mà chúng ta cũng à, có thể được sự sống sung mãn à, mình cái sự cứu rỗi của Đức Chúa Sư Chris ban cho mình cuộc sống sung mãn ngay bây giờ ở trong đời sống này chứ không phải à, sau khi mình bước qua cõi đời đời sau khi mình chết đó là phần số 1 phần số 2 tuần rồi mình đã học sự công chính à, bởi ăn điển Oh, phần số 2 là sự uh, tha tội bởi ăn điển, sự cứu rỗi bởi ăn điển Sự cứu rỗi bởi ăn điển cho chúng ta biết rằng Bởi Đức Chúa Jesus Christ đã gánh thai tội lỗi của mình Thay thế mình, chịu sự hình phạt cho mình Cho nên khi mình đến Đức Chúa Jesus Christ uh, và cầu xin Chúa tha thứ cho mình Thì chính Ngài và chỉ một mình Ngài có thể tha hết tất cả tội lỗi của mình và mình không chịu sự hình phạt đó à, như đáng lẽ mình phải chịu đó là sự cứu rỗi bởi ăn điển và cái sự tha thứ này được ban ra cho tất cả chúng ta một cách nhưng không chúng ta chỉ cần tin vào Đức Chúa Jesus và chỉ một mình Đức Chúa Trời Jesus là Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể được tha thứ à, bởi Chúa và tại sao có chỉ mình Đức giê Christ thôi, tại vì ở trên thế gian này không có ai, một vị thần nào đã bao giờ uh, gánh thay tội lỗi của mình uh, và chịu sự hình phạt thay thế mình. Uh, đa số những tôn giáo trên thế gian này biểu mình tự gánh, tự giác và tự tu uh, mới được xóa đi tội lỗi của mình. Có chỉ mình trong uh, đạo tin lành của Đức giê Christ và thật sự tin tốt lành đó là chúng ta được nhận sự tha thứ một cách nhân không khi chúng ta đến với Đức giê Christ. À, thì Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Và bữa nay chúng ta sẽ học phần số 3 là sự công chính với ăn điển. À, và đây là một đề tài rất là hấp dẫn cho nên chúng ta à, bước vào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời ba câu hỏi chính. Câu hỏi số 1 là công chính là gì? Sự công bình là gì? À, có thể người Việt Nam mình dùng chữ à, đạo đức thì có thể mình... À, có thể hiểu rằng là sự đạo đức thật là gì và cái này phương nói hấp dẫn tại vì khi mà phương diễn tả mình sẽ có thể thấy rằng mình có phải là người đạo đức hay không đa số chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là ok chúng ta cũng khá đạo đức nhưng mà để xem xét lại chút xíu nữa và số 2, làm sao mình được xưng công chính nếu mình không phải là cái người đạo đức thì làm sao mình có thể trở nên một người công chính công bình thật sự Và số 3, con người sống trong ăn điển à, có lợi gì? Mình sẽ nói vài điều có lợi khi mình sống trong ăn điển à, của Đức Chúa Jesus Christ Thì bây giờ chúng ta bắt đầu Chúng ta bắt đầu ở trong sách Roma là sách mà ông Thánh Đồ phaolô viết cho những người tin Chúa tại thành Roma và ông nói rằng vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Ồ, oh, cái này nghĩa là như thế nào? Ở đây nói rằng chẳng có một người nào. Thì hồi nãy Phương nói rằng là có nhiều người chúng ta nghĩ rằng chúng ta cũng khá đạo đức, chúng ta cũng ok ở trong đời sống này. Nhưng mà thật sự ra ông Phaolô nói không có một ai đâu nếu chúng ta xem theo cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. À, ở đây đó là nói rằng là không có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi của mình. À, và chúng ta phải xem xét rằng tại sao không có ai thật sự đạo đức. À, ở đây phương để cái hình ảnh à, hay là không có ai có thể thật sự công bình. À, phân để một hình ảnh một cái đồi núi rất là cao và một cái vực thẳm rất là sâu à, để cho chúng ta bắt đầu hiểu à, cái sự công bình của đức chúa trời như thế nào và làm sao à, tại sao mà tất cả con người không thể bao giờ đạt được à, cái đạo đức đó một đó là chúng ta từng rồi nói về tội lỗi chúng ta có thể xem cái tội lỗi giống như là cái núi nó nhô lên ở trong đời sống của mình nếu mình à, làm điều xấu thì cái đó nó trọng trách ở trên mình thì giống như là cái một một ngọn núi nhưng mà ít khi nào chúng ta suy nghĩ về những cái vật sâu thẳm ở trong đời sống của mình nghĩa là những cái điều mình thiếu sót ở trong kinh thánh diễn tả tội lỗi cũng là cái gì ở trong kinh thánh diễn tả rằng một người khi biết um, điều lành mà không làm cái điều đó cũng là tội lỗi oh như vậy thì như thế nào như vậy đó thì chúng ta phạm tội không đợi cho đến khi nào chúng ta đi ăn cướp, ăn giật, hay là đi đánh người ta, hay là đi giết người, hay là làm những cái điều xấu tội lỗi. Nhưng mà khi chúng ta biết cái điều lành mà chúng ta không làm, cái đó cũng là tội lỗi theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nghĩa là sao? À, mình có bao giờ nhớ rằng là bạn bè hàng xóm của mình cần mình giúp đỡ và thật sự mình cũng có thời gian và mình cũng có thể giúp đỡ nhưng mà tại vì mình làm biết cho nên mình nói với họ, ô, tôi không giúp được. Hay là có khi ở trong đời sống của mình, mình biết rằng cái điều đó là đúng, mình nên đi vô chỗ làm, mình nên uh, làm xong cái công việc đó. Nhưng mà tại vì mình không muốn uh, hay là làm biến cái hôm đó, cho nên mình vô mình tàn 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 và mình không làm xong cái công việc mà mình nên làm, phải không? Uh, đối với vợ con cũng vậy, đáng lẽ uh, mình biết rằng mình phải siêng à, năng xuất sắc Làm cái điều mà ông xã bà xã của mình à, Nhờ mình làm Nhưng mà tại một lần nữa Chúng ta có cái việc gì đó Hay là làm biến à, Thì chúng ta hứa mà không làm à, Ngược lại chúng ta cũng, cũng có thể Hứa với con cái của mình à, Ba mẹ sẽ làm cái điều đó 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 cho con Nhưng mà ngược lại Chúng ta cũng không làm tất cả những điều lành, những điều tốt ở trong đời sống của mình. Và mình tự biết ở trong thân tâm của mình là cái điều đó mình nên làm, điều đó phải làm. Nhưng mà người lại mình không làm. Ở trong Kinh Thánh, nói cái điều đó cũng là tội lỗi. Thành ra theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải trọn vẹn hai cách. Một là chúng ta phải không có tội. Hai đó, cái tội lỗi mà mình phạm đó. Hai, chúng ta cũng không có tội về những cái điều đáng lẽ chúng ta làm nhưng mà chúng ta không làm mới là công bằng. À, thì Phân mong rằng chúng ta hiểu được cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời như vậy thì chúng ta có thể bắt đầu thấy rằng á, là thật sự không có con người nào, không có một người nào sống suốt đời, mỗi ngày mà có thể trọn vẹn như vậy. Nếu chúng ta à, không phạm tội, à, cố ý phạm tội thì chúng ta cũng sẽ thiếu sót một vài điều ở trong đời sống của mình. Nếu không ngày này thì ngày kia. Thành ra theo tiêu chuẩn này không ai là một người đạo đức trước mặt Đức Chúa Trời và luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Thường thường chúng ta dùng luật pháp làm cái căn bản cho mình là nếu tôi không làm cái này, cái này, cái này, cái này, cái này thì tôi là người tốt tôi là người ok tôi là người đạo đức nhưng mà luật pháp không có đem mình đến sự công bình được luật pháp chỉ chỉ cho mình biết mình có tội khi mà mình phạm tội khi mình thiếu sót thôi luật pháp không bao giờ làm theo đúng luật pháp không bao giờ đem mình đến cái sự công bình thật sự để cho mình trở nên hay là biến đổi thành một người công bình tại vì luật pháp không có cái quyền năng đó đa số những cái lực ở trên đời sống này hay là lực ở trong xã hội hay là lực ở trong bất cứ tôn giáo nào đạo nào thì cũng cho mình biết rằng là chúng ta phải làm cái này cái kia cái nọ chúng ta mới mới là người đạo đức nhưng mà cái điều đó chỉ chỉ cho mình khi mà mình, à, mình biết rằng là Ồ oh, mình thiếu sót điều đó cho nên lực pháp chỉ cho mình biết khi chúng ta không phải là người công bình, luật pháp không có quyền à, biến đổi một người con, con bình trở nên một người công bình thì như vậy chúng ta phải làm sao à, à để đây phương Nga đọc thêm một câu ở trong uh, roma à, cũng động ba câu kế nhưng hiện bây giờ sự công bình của đức chúa trời mà luật pháp và các các đấng tiên tri làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp tức là sự công bình của đức chúa trời bởi sự tin đến đức chúa jesus christ cho mọi người nào tin chẳng có phân biệt chi hết trong những chữ này thì à, hơi khó hiểu cho nên phương à, tô vài chữ màu vàng, màu xanh và màu hồng thì chúng ta sẽ đi qua từng phần ba phần để cho chúng ta biết ân điển bởi đức chúa đức chúa giêsu làm sao trở à, biến biến đổi mình trở thành một người con bình được thì chúng ta sẽ đi từng phần được xưng công chính là như thế nào À, theo kinh thánh dạy mình trước tiên sự công bình đó là của đức chúa trời à, làm sao mình có thể hiểu uh, sự công bình của đức chúa trời mình có thể tưởng tượng rằng đức chúa trời là đáng công bình hoàn toàn và khi đức chúa christ xuống làm người ở ở trên thế gian này có xác thịt như mình có những nhu cầu như mình có những cảm giác như mình có những đời sống Uh, khó khăn như mình, mình nhưng mà Đức Chúa Christ là một người công bình, trọn vẹn 100%. Nghĩa rằng Đức Chúa Christ không bao giờ phạm tội và tất cả những điều mà uh, lành mà Chúa biết, Chúa nên làm đó, Chúa đã làm một cách trọn vẹn. Thành ra Đức Chúa Christ là một người công bình 100%. Đó là sự công bình của Đức Chúa Trời. Và chỉ mình có một con người ở trên thế gian này sống hồi đó đến giờ, từ tạo thiên lập địa cho đến cuối cùng tận thế, có chỉ mình một người là Đức Chúa Jesus Christ thôi. Rồi số 2. Làm sao chúng ta có cái sự công bình của Đức Chúa Jesus Christ mà được ban cho mình hay là mình có thể được xưng nhận bởi cái công bình đó là số 2 bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ. À, cái này nghe à, rất là dễ và thật sự ra nó dễ như vậy đó. À, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cái sự công bình của Đức Chúa Giêsu Christ nếu chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ. Thành ra khi mà chúng ta được cứu trong kinh thánh nói rằng á là um, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Jesus và um, hãy a tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời thì khi mà chúng ta tin và khi chúng ta tiếp tục tin nhớ rằng ở trong uh, tin lành ở trong uh, cái sự tin của mình đó không phải là uh, một thời gian nào chúng ta tin sau ngày ngày sau chúng ta ngưng tin cái sự tin này đó là cái động từ hiện tại, luôn luôn chúng ta tin Đức Chúa Trời thì chúng ta được ban cái sự công bình của Đức Chúa Trời. Nghĩa là sao? Khi mà ông trời là Đức Chúa Trời tối cao nhìn xuống mình, Đức Chúa Trời không thấy một người thiếu sót với vợ con, một người hứa mà không làm, một người đã làm những cái tiểu sử xấu 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 và xấu, Đức Chúa Trời không thấy tất cả những điều đó. À, khi chúng ta cầu xin Chúa tha thứ cho mình rồi đó thì khi Đức Chúa Trời nhìn xuống, Đức Chúa Trời thấy một người tốt lành, trọn vẹn. Y như là một người trọn vẹn à, như là Đức Chúa Jesus vậy đó. Đó là sự công bình của Đức Chúa Trời ban ra cho mình. Thành ra nếu mà như vậy đó thì chúng ta có cái đời sống như thế nào? Chút xíu nữa mình mình có thể nói nó thay đổi đời sống của mình như thế nào chút xíu nữa Phương nói cho tặng tặng, à, để mình hiểu nhưng mà để mình đi cho xong số 3 ở cái sự công chính này hoặc là công bình này của Đức Chúa Jesus Christ ban ra cho mọi người nào tin chẳng có phân phân biệt ai hết cái câu này rất rất là quan trọng mà Phương muốn nói cho cho tất cả mọi người đang nghe cho mọi người nào tin một điều kiện thôi là chúng ta tin Đức Chúa Jesus chúng ta không cần sợ rằng Chúa phân biệt rằng là ô oh, những người đó đó có thể được sự công bình của Chúa nhưng mà người này đó hay là người đó uh, thì phạm tội rất là nặng không thể được sự công bình được hay là chúng ta đã phạm tội và chúng ta cầu xin Chúa tha thứ rồi nhưng mà chúng ta cứ phạm tội thì ô oh, cái đó không uh, chúng ta không được sự công bình của Chúa nữa không có chúng ta không phân biệt uh, ai hết hoặc là uh, quá khứ chúng ta như thế nào hoặc là ngay hiện tại chúng ta như thế nào Đức Chúa Trời không phân biệt ai với ai ai tội nặng ai tội nhẹ ai quá đổi hay là ai có thể đạo đức vừa vừa mình có thể chấp nhận được không Đức Chúa Trời không có như vậy Chúa nói nếu hãy ai tin Đức Chúa Jesus Christ thì Chúa ban cho sự công bình của Chúa không phân biệt ai hết đó là đó mới là tin lành À, và đó là cái điểm quan trọng mà Phương muốn nói. Như vậy thì chúng ta kết thúc bằng cái câu này. À, vì mọi người đều đã cảm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhờ ăn điển ngài mà được xưng công bình. Nhưng không, nghĩa là chúng ta không phải trả một giá gì. À, bởi sự chuộc tội đã làm chọn trong Đức Chúa Jesus Christ. Ở đây Phương tóm tắt lại, ba tuần trước chúng ta được sự cứu rỗi là sự sống đời đời chúng ta được tha thứ tất cả những tội chúng ta đã phạm kể cả những cái điều chúng ta thiếu sót là là cái điều mà Phương nói ngày hôm nay tất cả những điều đó chúng ta được ở trong đức chúa Christ. và ở đây nói rằng á là nhờ ăn điển ngài ăn điển nghĩa rằng á là đức chúa trời thấy vui lòng để ban ra một cách nhân không chúng ta không cần trả một cái giá nào chúa chỉ ra một điều kiện là tin nơi đức chúa Christ. Tại vì chỉ ở trong Đức Chúa Jesus Christ mình mới được cái sự công bình, nhận được sự công bình của Ngài. Tại vì có chỉ mình Đức Chúa Jesus Christ là một người công bình trọn vẹn à, 100%. Thành ra đó là à, cái cách mà chúng ta nhận ân điển của Đức Chúa Trời được xưng công bình à, nếu chúng ta tin Đức Chúa Đức Chúa Jesus Christ. À, và đến đây đó thì Phương à, tóm tắt lại ba câu hỏi và chúng ta sẽ trả lời hết. Công bình là gì? Công chính là gì? Công chính nghĩa rằng á là chúng ta không phạm tội và chúng ta cũng không thiếu sót gì hết. và tất cả mọi người không có thể trọn vẹn, không có thể được xưng công bình, không có thể tự nghĩ rằng mình thật sự là một người đạo đức được nếu mà chúng ta theo tiêu chuẩn đó. Và số 2, làm sao mình được xưng công chính hoặc là được kể là công bình? Là đạo đức trọn vẹn trước mặt. Ông trời là đức chúa trời. Có chỉ mình qua đức chúa christ là con người công bình trọn vẹn. Và chúa ban cho mình nhận được cái sự công bình của chúa. Con người sống trong ăn điển có lợi gì? À, và Phương nói cách à, rất là tóm tắc rằng khi mà chúa nhìn xuống chúng ta, ông trời nhìn chúng ta, ông trời không có thấy tội lỗi của mình đã phạm. Ông trời không có thấy những sự thiếu sót của mình. Hồi trước, đức chúa trời thấy một con người, một à, con của Đức Chúa trời à, tốt đẹp à, và à, trọn vẹn trước mặt Chúa và à, để Phương à, có một cái bài à, điều để nói về số 3 để cho chúng ta hiểu một cách à, rõ ràng hơn sống trong ăn điển là như thế nào và Phương nói điều này cho những người chưa tin Chúa. Những người đang suy nghĩ Mình nên tin Chúa hay không Và kể cả những người đã tin Chúa rồi Tại có khi chúng ta không hiểu một cách rõ ràng Cho nên giờ mình sống trong ăn điển Mình cũng có cái sự suy nghĩ cũ uh, Như là không có ăn điển um, Cho nên Phương muốn nói những điều này rõ ràng Cho chúng ta hiểu Sống trong ăn điển của Đức Chúa Trời Là như thế nào Một á, là mình không còn bị tội lỗi kèm kẹp nữa um, Có nhiều người chúng ta dầu chúng ta muốn bỏ đi những cái tật xấu, những cái tội lỗi giống như, như là nghiện rượu hoặc là uh, những cái tội gì chúng ta đã phạm mà chúng ta uh, cứ uh, muốn bỏ đi, uh, chúng ta hứa rằng chúng ta không làm nữa nhưng mà chúng ta vẫn phạm, uh, nó làm cho chúng ta thấy mình là con người tội lỗi quá tệ tệ <laughs> trước mặt mình và trước mặt người khác. Nhưng mà sống trong ăn điển nghĩa rằng là khi mình cầu xin Chúa Giêsu Christ tha thứ rồi, giàu um, uh, kinh thánh nói rằng giàu người con bình vấp ngã bao nhiêu lần, bảy lần thì cũng sẽ trỗi dậy. Khi chúng ta tin Đức Chúa Jesus Christ, khi chúng ta nhận biết tội lỗi của mình, khi chúng ta cầu xin Chúa tha thứ cho, cho tội lỗi của mình, thì mình có thể chắc chắn rằng Chúa nhìn mình với một ánh mắt chấp nhận, yêu thương tròn vẹn trước mặt Chúa mình như là người không có tội tại như là Đức Chúa Christ tại vì Chúa đã tha thứ mình hết và Chúa đã bao phủ mình bằng sự công bình của Chúa thành ra mình không còn bị tội lỗi kèm kẹp nữa chúng ta nhớ điều đó đừng bao giờ để um, ma quỷ hoặc là chính mình À, để tội lỗi của mình ngăn trở mình đến trước mặt Đức Chúa Trời, đi đến nhà thờ thờ Chúa hoặc là đi đến sinh hoạt chung với những anh em à, ở trong hội thánh. Những điều đó không không có đúng à, và những điều đó là những sự giả dối đến từ kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Chúng ta không bị kẹp kèm, kèm ở dưới tội lỗi. Nếu chúng ta ăn năn thì Chúa Chúa tha thứ và Chúa chấp nhận mình và Chúa sẽ giúp đỡ mình à, vượt qua cái tội lỗi đó và số 2, cái người sống ở trong ăn điển của đức chúa trời không còn ăn hận tự trách về quá khứ. đương nhiên ở trong đời sống của mình không ai tránh khỏi um, những điều mà chúng ta thiếu sót và có khi chúng ta suy nghĩ, ôi oh, nếu hồi xưa mình đã làm như vậy thì ngày hôm nay nó không có như vậy um, và những cái điều đó cứ diễn đi diễn lại ở trong đầu óc của mình và mình đầy cái sự ăn hận ở trong đời sống của mình ở trong đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã làm trọn vẹn tất cả những điều cho chúng ta à, chấp nhận. Nếu hồi xưa mình đã thiếu sót và mình thấy cái điều đó là to lỗi, thì xưng ra trước mặt Chúa cầu xin Chúa tha thứ cho mình và mình đừng bao giờ suy nghĩ lại những điều đó nữa. Tại vì Chúa đã tha thứ cho mình những điều đó rồi. Bây giờ mình hướng về phía trước, mình cầu xin Chúa nếu cái trường hợp đó nó xấu ngay bây giờ thì cầu xin chúa thay đổi cái trường hợp đó nếu mình xấu ngay bây giờ thì cầu xin chúa thay đổi biến đổi đời sống của mình ngay bây giờ từ đây trở đi chúng ta không cần nhìn về quá khứ và ăn hận về những điều đó mình đã được tha thứ những điều đó rồi và số 3 không bị áp lực sợ hãi về công quả đạo đức à, nếu chúng ta là người chưa tin chúa thì uh, có khi mình muốn làm người đạo đức và mình thấy rằng mình phải làm cái này cái này cái này uh, mình mới là người đạo đức và nếu một ngày chúng ta không làm được đó thì chúng ta thấy tự nhiên mình không phải là người người tốt nữa và chúng ta sống ở dưới cái áp lực đó kể cả những người tin Chúa rồi có khi chúng ta biết 10 điều răn chúng ta biết lời Chúa phán dặn như thế nào và một ngày nào chúng ta lỡ phạm tội thì chúng ta cảm nghĩ rằng không biết Chúa còn thương mình không không biết à, à, không biết mình có mắc sự cứu rỗi của mình không à, và nhiều câu hỏi à, nổi lên ở trong tấm lòng của mình là mình rất là lo sợ và áp lực về cái đạo đức của mình nhưng mà không khi mà con người sống ở dưới ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ rồi đó, chúng ta không cần bị cái áp lực đó nữa à, ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày nếu chúng ta phạm tội cầu xin Chúa tha thứ nếu chúng ta thiếu sót chúng ta không làm nổi những điều đó à, hay là những cái điều chúng ta biết chúng ta nên làm thì cầu xin Chúa tha thứ điều đó Chúa vẫn nhìn chúng ta và luôn luôn nhìn chúng ta với ánh mắt yêu thương và trước mặt Chúa chúng ta là những người trọn vẹn 100% công bình chúng ta không còn bị áp lực về điều đó nữa nếu chúng ta nhìn qua ánh mắt của Đức Chúa Trời khi mà Chúa nhìn chúng ta Chúa thấy sự công bình của chính Đức Chúa Giêsu um, ở trên mình mình được xưng công bình xưng nhận là công bình trước mặt Chúa um, và cái công bình của mình không phải là cái công bình uh, tệ uh, hay là rẻ uh, tiền cái công bình của mình là cái công bình cao cấp nhất của chính Đức Chúa Giêsu Christ uh, thành ra chúng ta không cần bị áp lực về cái đời sống đạo đức chúng ta làm nổi hay là không nổi và số 4, chúng ta luôn luôn có hy vọng tại vì sao? tại vì tội lỗi không có thể uh, chiến thắng mình ở cái sự thiếu sót À, không có thể chiến thắng mình, cái sự ăn hận của đời không có thể chiến thắng mình à, và mình không bị áp lực à, và bất cứ trường hợp gì xảy ra trong đời sống của mình mình luôn luôn có Đức Chúa Trời thì làm sao mình vô vọng? Có khi nào mình mắc mất hết hy vọng? Không bao giờ. Con người sống như ăn điển luôn luôn có hy vọng, tại vì mình luôn luôn có Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của mình. Cho nên Phương đến đây thì Phương kết thúc ở trong những bài học có những câu hỏi nhưng mà chúng ta có thể xem ở trong delessons.org chúng ta có thể thử trả lời những câu hỏi và Phương khuyến khích trong những lời kết thúc rằng á là chúng ta không chỉ học nhưng mà chúng ta hành cầu xin chúa cho chúng ta những câu hỏi ở trong tuần này để nói một điểm hoặc là hai ba điểm mà chúng ta đã học ngày hôm nay cảm ơn mọi người đã nghe và chúa luôn luôn ban phước cho tất cả ông bạn chị em Uh, xin chào